trong lúc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang diễn biến hết sức phức tạp, ngành y tế lại phải đối mặt với một nguy cơ khác cũng rất nghiêm trọng, đó là thiếu máu dùng cho điều trị và cấp cứu. Tình trạng khan hiếm máu vẫn thường xảy ra vào dịp sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh như hiện nay thì việc vận động người dân đi hiến máu càng trở nên khó khăn hơn. Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đã ảnh hưởng đến việc tổ chức hiến máu của nhiều cơ quan đơn vị. Theo số liệu từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, đến ngày 1 tháng 2, lượng máu dự trữ chỉ còn 6.700 đơn vị, trong khi dự trù máu từ các bệnh viện mỗi ngày lên tới 1.500 đơn vị. Dự báo tình trạng khan hiếm máu có thể kéo dài nhiều tuần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp máu cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh thành phố. Nếu không có thêm lịch hiến máu, nguồn dự trữ máu ở tất cả các cơ sở y tế đều ở mức đe dọa, không còn bảo đảm khả năng cấp cứu điều trị. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương kêu gọi những người dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến tiểu cầu cũng như hiến máu, nhất là những người mang nhóm máu O và nhóm máu A, đồng thời mong muốn các cơ quan đơn vị duy trì lịch hiến máu theo kế hoạch và tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, người dân tham gia hiến máu.